Snake là một người chơi ở đánh siêu sao, trong khi đó là Quang nhỏ bộ não ở tuyến anh ơi. Không biết là Quang nhỏ sẽ làm gì, và chúng ta đang nhìn thấy gương mặt của hai người chơi. Quang nhỏ thì cười rất tươi và vẫn là cái tai nghe đấy, vâng, trở lại luôn với tai nghe cộng chỉ số cửa lòng. Và Quang nhỏ chuẩn bị cho mình một cái tinh thần như nào khi đối đầu với đối thủ gọi là mạnh nhất ở team Refund ở thời điểm này? Trước tiên thì em có xem Refund chia team ra để đá 1-1 với nhau ấy, trăm mấy lít ấy, thì đã giải không có đối thủ ạ. Thì em chỉ mong là bên FIFA bỏ ra một cầu thủ bên CNS để đấy là Snake khác em ạ, hôm nay là một Snake khác đấy. Yên tâm, ngày hôm nay sẽ là một Snake mà vừa cài game hôm qua nữa mà. Cứ tự tin mà thi đấu đúng cái phong cách của em. Còn rắn châu Á thì sao? Ngày hôm nay thì bạn mang đến cái trận đấu với Quang Nho cái gì? Đấy, bạn bảo tôi thấy bạn là bạn cầm đĩa để đựng nho đúng không? Đã đến mức như thế. Một ngày có 24 tiếng thì em dành ra 24 tiếng để nghiên cứu chiến thuật của Quang Nho. Cho nên là em sẽ đá 100% sức lực đấy. Như vậy là ngày hôm nay anh Ben đã quyết định 100%. Chúng tôi thấy hơi run. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trận để kiểm chứng xem hai bên trước trận nói thế có chuẩn hay không, hay đấy chỉ là đòn gió. Xin mời quý vị và bạn đến với trận đấu giữa Dũng Quang Nhỏ và Nick. Về sự tự tin qua camera thì chúng tôi cũng thấy là Snake đang có nhiều hơn. Quang Nho thì vẫn khiêm tốn như lúc đầu. Tuy nhiên là cái tai nghe của anh thì rất quan trọng. Tôi thấy rằng là với việc bổ sung cái tai nghe này thì số của Quang Nho cộng rất nhiều. Đây sẽ là sơ đồ ra sân của cả hai đội. Quang Nho thì không biết là có thay đổi không, bởi vì cái trận 3v3 Quang Nho đội trưởng đá với sơ đồ là 5-1-4. Trận này thì tôi cũng chưa biết thế nào. Chúng ta cùng chờ đợi sơ đồ đến từ phía Quang Nho. Vâng, đổi rồi. 4-2-1-3. À, sơ đồ này thì tôi nghĩ rằng Quang Nho sẽ là vị trí CAM này. Không, đã CDM. Nhưng Mạnh Dũng vẫn là mũi nhọn cao nhất cùng với Công Vượng và Quang Hải. Trong khi đó thì Hoàng Đức sẽ là cầu thủ hộ công. Cùng Dũng cùng với Quang Nho đã cặp đôi tiền vệ trung tâm. À, bộ tứ tiền vệ bao gồm Tuấn Tài, Ngọc Hải, Việt Anh, Văn Thanh. Môn thì vẫn là Văn Toản như thường lệ. Vậy là Nho sử dụng cả 5 cầu thủ của mùa VFG cho đội hình của mình ở đội hình xuất phát. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội hình của Snake thắng châu Á với thủ môn Đặng Văn Lâm. Đó là sơ đồ quen thuộc, Như Thành đã cặp với cả Đình Trọng, Văn Thanh bên phải, Văn Hậu bên trái, Lưu Xuân Trường có lẽ là một sự lựa chọn ưa thích của Snake. Hàng công là Công Vị, Quang Hải, Văn Đức, Hồng Sơn đá bên dưới và Hùng Dũng sẽ người đã cặp với Lưu Xuân Trường được giữa sân của quý vị. Như vậy là so với trận đấu 3v3 thì đội hình của Snake không có gì thay đổi. Đội trưởng giữ nguyên đội hình. Người giao bóng trước sẽ là Quang Nho trong màu áo đỏ, bảo vệ khung thành bên trái màn hình nhỏ các bạn. Đấu mà Quang Nho sẽ thể hiện mình rất nhiều. Thì anh đã nghiên cứu team Refund, họ đấu với nhau rồi, họ đã giải với nhau. Xem cả hết giải Moist League đấy thì quá đỉnh rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem rắn châu Á sẽ thể hiện như thế nào trước Quang Nho. Nho Bình Thuận. Đấy ơi, Quang Hải. Đường truyền hơi mạnh thì phải. Bóng tạt hơi mạnh của Quang Nho và Hồng Sơn có bóng. Ngay lập tức người di chuyển là Lê Công Vinh. Văn Thành rất nhanh. Sau đó thì Văn Thành đã chuyền bóng cho Quang Hải. Có lẽ là cũng hơi nhầm. Vâng, một phát thử test xoạc, phát Văn Đức rất bình tĩnh đã có bàn thắng dành cho anh Ben ở ngay phút thứ 8. Để nói rằng là trước đó thì Quang Nho đã trượt tuyết hơi nhiều. Vâng, trái tim rất to dành cho đối thủ của mình. Ngoài bình tĩnh, Quang Nho vẫn nên bình tĩnh. Đúng rồi, thì có lẽ là một chút test nút một tí. Và chúng ta cũng thấy rằng là Snake khi mà anh nói rằng là anh sẽ thể hiện 100% công lực là đúng như vậy. Pha xử lý rất chắc chịu. Đá bằng cả trái tim mà anh. Đá bằng cả trái tim. Dốc hết trái tim. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo. Quang Nho sẽ cần thêm một chút thời gian để điều chỉnh lại một chút. À sai. Các phím của mình và sau đó sẽ thi đấu một trận xanh chín luôn. Và trận đấu quay trở lại. Đỗ Hùng Dũng. Ngay phút thứ 9 tôi đã có bàn thắng. Nó báo hiệu một cái trận đấu sẽ rất hấp dẫn, mãn nhãn ngay từ đầu. Hai đội thì cũng lao lên tấn công ngay, không có gìn giữ gì cả. Phan Tuấn Tài đã được trả lại vị trí sở trường trong đội hình của Quang Nho. Đây là Hoàng Đức. Hoàng Đức thi đấu ngay phía sau các tiền đạo. Lương Xuân Trường. Tiếp tục là Hồng Sơn. Lần này Bùi Hoàng Việt Anh đã bị, vâng, Công Vinh đã có một tình huống vào bóng rất mạnh. Ở bên này thì Quang Nho có vẻ vẫn đang soạt. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức chưa phải được tạt.
vẫn là Phan Văn Đức rất khó chịu. Văn Đức đã vượt qua được Tấn Tài. Rất khéo léo, một loạt những pha đi bóng mãn nhãn đến từ vị trí của Ánh Bèn. Phan Văn Đức không vào. Lần này thì Văn Toản là người đã cứu thua dành cho Quang Nhỏ. Mình Phan Văn Đức đã thả sung hữu đột vòng cấm địa của Quang Nho trong pha bóng vừa rồi. Nhưng mà rất tiếc là pha dứt điểm thì lại bằng chân trái, chân không thuận. Tiếp tục là pha tạt bóng vào, đây là Đình Trọng. Ái à, định ăn vô lê, định ăn vô lê. Không biết là ngoài đời Đình Trọng có hay gắp bóng hay không. Ừ. Trong game gắp có vẻ cũng mượt đấy. Ngoài đời Đình Trọng đá vị trí trung vệ nên rất ít khi chúng ta thấy rằng anh thể hiện kỹ năng dứt điểm. Nguyễn Xuân Trường, Quang Hải chuyền rất nhẹ dành cho Hồng Sơn. Phía trong thì Công Vinh đang sẵn sàng rồi. Quang Hải một đường chuyền bổng để chờ đợi một cú vô lê. Nhưng chúng ta vẫn phải nhắc lại đó là thử thách dành cho Đình Phan, đó là phải là ghi bàn trong vòng cấm. Vô lê ở ngay sát vòng cấm thì cũng không được tính. Giúp Quang Nho. Tiếp tục là Quang Nho. Quang Nho trong này thực sự là sở hữu một thể hình rất đầm. Công Phượng lấy bóng kinh nghiệm của Snake. Lê Công Vinh. Tiếp tục là Công Vinh được chuyền cho Hồng Sơn. Này thì Hồng Sơn đã bị theo kèm rất chắc bởi các cháu của mình. Nếu như trong trận đấu 3-3 chúng ta thấy là Quang Nho thường xuyên cầm chính mình để tỉa bóng ra hai hành lang biên. Khi mà đá 3-3 thì khoảng trống là nhiều hơn. Tuy nhiên thì trong trận đấu này chúng ta có thể thấy rằng Snake đang phòng ngự khu vực rất tốt. Đây là Quang Hải. Quang Hải có cơ hội. Được dứt điểm ngay và đây rồi. Một đeo. Lần này thì anh Ben lại là người bị bánh trôi và một tình huống xoạc bóng trước. Ông cũng khó ngờ lắm bởi vì là cầm Quang Hải xong đấy sút chân phải. Vâng. Mà lại sút luôn không chuyền vào bên trong. Đấy, không chuyền. Bất ngờ phải xử lý tốt đến từ vị trí của Dũng Quang Nho. Khó đoán đến từ phía của Quang Nho. Nhưng mà Dũng Quang Nho này lại không thấy thả tim dành cho anh Ben. Ông pha vừa rồi đang mừng là Dũng cả tay nghe. Mỗi người có một nho rồi, mỗi người có một nho. Ok. Đây Công Vinh và chúng ta quay trở lại với phút thứ 35 của trận đấu. Đây là trận đấu đang được coi là có nhiều bàn thắng nhất tính đến thời điểm hiện tại cùng giờ. Sau 30 phút đã có 2 bàn rồi. Lê Công Vinh. Tiếp tục là Quang Hải. Văn Hậu. Văn Hậu đã việt vị. Chính xác là Quang Hải việt vị. Văn Hậu là người lao lên. Quang Hải việt vị trước. Ra thì cái việc mà buộc phải ghi bàn ở trong khu vực cấm địa nó cũng hạn chế đi rất nhiều những cái vài miếng tấn công ấy. Bởi vì chúng ta biết rằng trong FIFA 24 thì với những cầu thủ Việt Nam với kẻ cộng 8 hoàn toàn có thể dứt điểm từ xa ghi bàn được. Nhưng mà phải phối hợp vào trong vòng cấm và đối đầu với Việt Anh rất to cao bên kia nữa thì cũng khó. Để lại là Quang Nho. Không được rồi. Tiếp tục Hùng Dũng, Văn Thanh. Đập nhả rất hay. Lúc này là một tình huống mà Hoàng Đức đã có pha tỉa bóng chưa thực sự mượt mà dành cho tiền đạo Mạnh Dũng. Âu Phượng là bóng trong chân của Quang Nho. Ở đây là Quang Nho cầm Quang Nho này. Có tín hiệu bật tường. Mạnh Dũng. Ôi. Và dứt điểm rất nhanh của Mạnh Dũng nhưng bóng đi hơi nhẹ. Bóng hơi cận chân. Mạnh Dũng tình huống vừa rồi đã không có được cú dứt điểm như ý. Ta đang ở những giây cuối cùng của hiệp đầu tiên. Số đang là rất cân bằng, một đều. Dũng, Quang Nho có vẻ như đã phấn khởi rồi, bây giờ nút niếc là quen, gọi là thuộc lòng đấy. Ông Vinh, pha lấy bóng của Tuấn Tài, phạt Tuấn Tài cộng 10, rất khó chịu trong tình huống cài người vừa rồi. Và hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 1 đều. Mỗi bên đã tung ra tổng cộng là 2 cú dứt điểm. 2 cú dứt điểm đều đi trúng mục tiêu, tuy nhiên thì 50% trong số đó đã được chuyển hóa được thành bàn thắng. Còn lại thì là một cơ hội nguy hiểm mà thôi. Quang Hải, những phút đầu của hiệp 2, anh Ben lại dâng lên rồi. Lê Công Vinh, Quang Hải. Rất khéo léo nhưng cú cưỡng lòng cuối cùng của Quang Hải lại không vượt qua được những đầu ngón tay của Văn Toản. Thưa quý vị, xem lại kỹ tình huống này, rất nắn nót rồi. Vâng, Văn Toản đã cứu thua bằng những đầu ngón tay của ngón cái và ngón trỏ. Không tính cả tình huống này đâu mà là kể cả những cái tập thi đấu trước thì chúng ta cũng thấy là Văn Toản cảm phá rất hay bằng tay. Tiếp tục là một tình huống nữa mà Văn Toản chơi xuất sắc. Phản công dành cho Quang Nho. Đây là Quang Nho với pha tỉa bóng. Sai, quen thuộc. Công Phượng. Nguyễn Công Phượng có cửa lòng hay không? Vẫn là Công Phượng chắc chắn. Xử lý rất hoàn hảo cho tình huống vừa rồi. Bây giờ thì Nho mới thả tim. Phải dẫn trước đã. Vâng, phải dẫn trước. Đường truyền ở dưới lên là rất hay. Một đường truyền sở trường của Quang Nho. Tình huống trong khe rất nhanh ở phía trên và Công Phượng cộng 10. Đúng là chú danh.
tình huống nhùi lên để nhứ, và anh Ben chúng rồi cũng đã phải nở một nụ cười thật tươi khi mà Công Phượng cũng có điểm rất tốt bằng chân trái của mình. Gương mặt rất đăm chiêu, sau đó thì Quang Nho đã ngay lập tức tập trung vào trận đấu. Thứ 54 rồi. Anh chuyển đổi cả trạng thái cảm xúc rất nhanh. Anh đang cười, anh nghiêm luôn. Và đây rồi, ông Sơn. Ông Sơn phối hợp với Huỳnh Đức cũng phải chuyển bóng về. Bóng vừa rồi nó pha bóng mà Việt Anh bên phía của Quang Nho đã áp sát. Hùng Dũng. Ông Vinh và xoay người dứt điểm và có bàn thắng thứ hai dành cho Snake. Đây là một tình huống dứt điểm mà chúng ta thường thấy ở Lê Công Vinh. Thậm chí là bóng còn đi qua giữa hai chân của ông vậy. Tức là có thêm 30.000. Không biết là có 3.000 FC hay không, nhưng mà có 30.000 cho tình huống rồi là bát phở đã. Anh bẹt rất nhanh. Dứt điểm của Lê Công Vinh là cực kỳ tốt. Tỷ số được Quân Bình 2 đều. Chúng ta hãy chờ đợi xem ở những phút tiếp theo sẽ như nào. Trận đấu đã có 4 bàn thắng rồi. Lần này thì cũng không thả tim nữa. Lần này không thả tim. Thôi rồi. Công Vinh. Bây giờ thì chúng ta hãy xem là có bàn thắng là bằng vô lê hay không. Từ đầu đến giờ tập đấu này chúng tôi vẫn chưa thấy một bàn thắng nào được thực hiện bằng vô lê trong vòng cấm cả. Quang Nho mất bóng rồi. Hồng Sơn là người đã lấy bóng. Đồng ý Hồng Sơn. Sơn Trường. Công Vinh. Có vẻ như anh định quay lại để làm một tình huống vô lê nhưng không thành công. Quá đông cầu thủ áo đỏ áp sát. Hùng Dũng. Nhưng mình Dũng đang di chuyển. Sau đó nhưng mình Dũng lại dừng lại. Công Phượng. Tiếp tục là Công Phượng, Nhâm Mạnh Dũng. Đây rồi, Hoàng Đức băng lên. Hoàng Đức là cầu thủ của chân trái rất khéo. Nhâm Mạnh Dũng không vào. Hai người đồng đội cả trên đội tuyển và câu lạc bộ, Nhâm Mạnh Dũng và Hoàng Đức đã phối hợp với nhau. Uầy, bóng đi gọi là sát sạt cụt dọc. Chưa còn thắng. Đây là một pha dứt điểm mà các tiền đạo đẳng cấp trên bóng đá thế giới cũng rất hay đá kiểu này nhá. Tức là họ dứt điểm vừa nửa cửa lòng vừa nửa tâng bóng ấy. Rất hay, và tình huống vừa rồi bóng chỉ đi chệch cột dọc trong găng tấc thôi. Rất đáng tiếc dành cho Quang Nho. Đây là cơ hội dành cho Snake. Đây Công Vinh, đường chuyền của Công Vinh dành cho Hùng Dũng không thành công. Vẫn là Hồng Sơn, passing tốt. Văn Đức. Văn Đức câu pen à? Câu thẻ. Công Vinh, đây rồi Công Vinh. Đây Công Vinh, quá hay, quá khét đi. Vâng, lần này thì anh chơi gốp luôn. Chúng tôi được biết anh Ben sắp tới tập thêm cả tennis. Tình huống vừa rồi là anh có một tình huống vụt gậy như tennis luôn. Ta có thể thấy rằng pha xâm nhập vòng cấm xử lý rất tốt. Trước đó thì là một loạt những tình huống xử lý skill của anh Ben. Và bây giờ sẽ phải là những sự điều chỉnh từ phía Quang Nho. Có thể sẽ là một đội hình cao hơn và một vài nhân sự sẽ được dùng vào sân. Một loạt những cái pha giật xe liên tục đến từ game thủ Đình Phan. Chứng tỏ là kỹ năng của anh thì quá cao rồi. Nhưng mà cũng rất là đáng tiếc cho Quang Nho, bởi vì là vừa mới bỏ lỡ một cái cơ hội xong với một cái pha dứt điểm cực kỳ đáng tiếc của Mạnh Dũng. Đúng rồi, mà nếu như Mạnh Dũng mà tỉa bằng chân trái chỉ về là nữa có khi là siêu phẩm. Nhưng mà đúng là cũng đáng tiếc thật. Vừa mới bỏ lỡ cơ hội xong thì ngay lập tức lại để cho đối phương có được bản năng dẫn trước. Bây giờ thì sơ đồ của Quang Nho được đẩy lên thành 4-1-4. Sơ đồ giàu sức tấn công. Anh Toàn người đã được sử dụng. Và cả anh Đức cũng được tung vào sân. Thủ có kinh nghiệm, có thể hình, thủ có tốc độ. Thể những phút tới thì Quang Nho sẽ tấn công rất nhiều ở hai biên. Quang Nho, Quang Hải. Phút 74 thôi, thời gian còn lại là rất mênh mông. Nguyễn Hoàng Hải. Đây là Nguyễn Hoàng Đức. Vời rồi, Văn Toàn. Không được. Nho và đồng đội tình huống rồi lại không hiểu ý nhau. Ông Sơn. Ba trong khe dành cho Lê Công Vinh. Vẫn là sự nguy hiểm thường trực của tiền đạo mang số 13 bên phía đội của anh Ben. Quang Hải. Công Phượng. Tiếp tục là Công Phượng. Lần này thì bóng lại thuộc quyền kiểm soát của team Refund. À, bắt đầu rồi. Bây giờ đến hệ chơi hàng không rồi. Phan Văn Đức. Được chuyền dành cho Lê Công Vinh. Lần này làm cú đánh đầu. Vâng, rất khét lẹt. Công Vinh ngày hôm nay thì hình như hát trích thì phải đúng không anh? Rất khét. Một tình huống. Có lẽ Snake không định đánh đầu, định là vô lê. Đúng rồi, định đỡ được vô lê đấy. Nhưng mà bóng lại không rơi đúng tầm vô lê. Đánh đầu thì vẫn chỉ tính là một bàn. Vâng. Phải vô lê mới được hai bàn. Người rất tươi, có vẻ cũng hơi tiếc. Vâng, vẫn tiếc. 4-2, tỷ số hiện tại đang là 4-2. Quang Nho. Nguyễn Hoàng Đức. Là Văn Toàn. Thành đang có bóng. Tiếp tục là anh Đức. Đấy rồi, Quang Hải. Rất là bài bản luôn. Công Phượng đây rồi. Chưa phải cú dứt điểm ngay. Mình nhớ nút đến từ Tuấn Tài nữa. Công Vinh. Lấy bóng của Hồng Sơn. Bây giờ thì là Phan Văn Đức.
ta chờ đợi xem Phong Đức sẽ xử lý như thế nào. Rất tay khi Phong Đức đã khiến cho Bùi Hoàng Việt Anh bị cá trôi. Công Vinh nếu như vừa rồi vào cũng không được tính, bởi vì không được ngay tính. Sát vòng cấm này sẽ quen tay, quen tay đá banh hay đá kiểu đấy. Việt Anh Đức, đây là Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn cộng 10. Văn Toàn và Xuân Trường rất bình tĩnh, không vội bởi vì gặp Xuân Trường rất dễ cờ cực. Wow, vâng, đó là Vũ Như Thành, cú soạt hay của anh Ben Hùng Sơn. Đỗ Hùng Dũng, Lê Công Vinh, Vũ Công Samba đến từ Long An đây rồi, không thể vượt qua được Quế Âu Hải. Tiếp tục bây giờ thì là cao thủ VMC, sẽ là bóng cuối dành cho Quang Nho. Ông Phượng không được rồi, pha soạt bóng rất nhanh của Văn Thành, bóng vẫn thuộc về Quang Nho với anh Đức nhưng đã hết giờ. Và rõ ràng là Lê Công Vinh, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã được ôm bóng về nhà. Chúng ta cùng một lần nữa điểm lại những highlight của trận đấu này. Nói rằng trận đấu này tôi ấn tượng với kỹ năng xử lý của Quang Nho. Dù sao nữa thì Stake cũng là một người chơi ở top rank Việt Nam, mà anh ấy còn cầm đội hình Việt Nam cộng 8 nữa, quá mạnh. Và Quang Nho vẫn ghi được 2 bàn với một thế trận tôi nghĩ cũng ổn trước Stake. Đấy cũng là một điều mà nghĩ rằng là nếu như có nhiều thời gian để trải nghiệm với FIFA Online 4 hơn thì Quang Nho sẽ còn đá hay hơn nữa. Đây là một tình huống mà Quang Nho đã ghi bàn thắng đến từ nỗ lực của Quang Hải, chưa có dứt điểm bất ngờ. Còn ngày hôm nay thì Công Vinh bên phía Snake đã thi đấu quá hay, như Snake cũng bỏ lỡ một vài những cơ hội ví dụ như thế này, Quang Hải đã không thể chiến thắng được Văn Toàn, cú đặt lòng của mình rất cháy. Nên tình huống mà Công Phượng xử lý tốt, Quang Nho xử lý rất hay, và như Công Phượng xuống và lại đẩy bóng dứt điểm ở chân trái, không phải thì cú di ở bên trong. Ta lừa bóng rất hay đấy, bởi vì là ai cũng nghĩ là Công Vượng sẽ ZD, sau đấy thì ta quạt xuống và dứt điểm chéo góc. Công Vinh thì đúng là hôm nay được ngày thắng hoa, thắng hoa của anh Vinh nhở. Đây là một tình huống mà Quang Nho cũng rất là đáng tiếc, bởi vì pha này mà thành bàn thì có lẽ là thế trận nó khác rồi. Pha bóng cũng rất đẹp, phối hợp hay, nhưng lại không có bàn thắng. Xử lý theo kiểu gốc thủ của Lê Công Vinh. Có tình huống mà xử lý skill rất tốt đến từ Snake. Đây có là một tình huống mà Snake sử dụng một vũ khí khác, đó là tạt cánh đánh đầu. Và chung cuộc thì chiến thắng thuộc về đại diện của Vinfast Gaming với tỷ số là 4-2, 3.000 FC. Như vậy ngày hôm nay nếu mà nói về bội thu thì đúng là Vinfast Gaming là tỷ phú FC hôm nay rồi, cầm rất nhiều tiền về. Suốt cả cái chương trình này từ tập 2 đến cho đến tập 3 thì mỗi người họ tổng thu về 9.000 FC. Ui, đấy, rất tuyệt vời. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã đến với một cái trận đấu rất là thú vị đúng không anh, giữa Quang Nho và Tân Châu Á. Và chúng tôi cũng không quên gửi tặng quý các bạn phần quà là những chiếc gift code đầy giá trị của FIFA 24 Việt Nam. Xin mời.